Rồi ok, xin chào các bác. Thì nhân tiện tháo con G8 này ra ấy, em nói thêm về một cái này nữa, đó là cái lỗ trên con G8 này. Thì cái lỗ này trước đây cũng có một clip rồi, nhưng mà trước đây thì chưa tháo máy được nên nói nó còn thiếu sót. Thì cái lỗ này nó là cái lỗ gì? Thì cái lỗ này nó có trên con V50, G8, G8X, rồi V50S, chỉ mấy con mà cái camera ở mặt lưng ấy nó bằng với cái mặt lưng luôn, nó không lồi lên ấy, thì là nó sẽ có những cái lỗ này. Ở trên con V50 và con G8 thì cái lỗ này nó to hơn, còn mấy con G8X rồi V50S thì nó lỗ nó bé. Thì đây là cái lỗ gì? Thì chính xác đây là cái lỗ gọi là lỗ cân bằng áp suất nhé. Đấy, trước đây anh em cũng cãi nhau rất nhiều lần về việc cái lỗ này và cách 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 cái lỗ này hoạt động ấy. Thì chính xác bây giờ nó là cái lỗ cân bằng áp suất nhé. Thế thì cái lỗ này để làm gì? Thì thứ nhất là cái lỗ này em nghĩ cái tác dụng lớn nhất của nó là khi mà cái máy nó nóng lên ấy, thì nó sẽ giãn nở cái không khí bên trong ra. Thì nếu như mà không có cái lỗ này để nó thoát khí ra hoặc thoát được cái áp lực đi ra ấy, thì có thể là dẫn đến nó hỏng hóc hoặc là nó bị bong thắt lưng hoặc gì đấy. Thì em nghĩ đấy là cái tác dụng chính của nó như vậy, chứ không phải là cái lỗ này để bịt vào để mà các bác test áp suất nó mạnh hơn nhé. Đương nhiên khi mà các bác bịt vào ấy, nó sẽ kín và các bác test áp suất ấy nó sẽ nhảy rất là mạnh, nhưng mà không có nghĩa là khi các bác test áp suất là phải bịt cái lỗ này như một số shop hay nói nhé. Đấy, hoàn toàn là không phải. Còn cái lỗ này trên những cái máy khác cũng có thôi, trên những cái máy như kiểu là V60 này cũng có, nhưng mà nó nằm ở đây này, như con V60 này. Con V60 thì nó nằm ở chỗ này. Đây, con V60 nó nằm ở chỗ camera này này. Đấy. Còn như con V30 đây, như em có một cái lắp lưng của V30 đây thì nó nằm ở chỗ này. Đấy, và đây, các bác nhìn thấy đây này. Trên con V30 thì cái màng cân bằng áp suất đây này, nó là cái bục trắng trắng đây này. Đây, em có hai cái lắp lưng của con V30 chỗ này này, nó là cái này này. Đấy. Đấy. Và ở trên con G8 ấy thì em có hai xác con G8 đây. Hai xác luôn. Thì đây, các nhìn này này. Đây là vị trí hai cái lỗ này. Đây là vị trí hai cái lỗ, và ở bên trong nó ấy, các bác phải như con G8 này nha, các bác phải tháo cái màn hình ra thì các bác mới nhìn thấy cái màng này thôi. Thì đây, một cái khung thì có cái màng này. Một cái khung thì có cái màng cân bằng áp suất, nhưng một cái thì bị bóc rồi. Thì có nghĩa là cái bóc này là cái khung này là khung khung linh kiện thôi, khung thay thế thôi, cho nên nó không có cái màng áp suất này. Đấy, con này thì có này, con này khung zin thì có này. Đấy. Cái khung này thì là kèm theo cái màn hình mà mua 1,5 triệu mà bị hỏng rồi đấy, là không có cái cân bằng áp suất luôn nha các bác. Đấy. Cho nên là nếu như bác nào ấy mà mua ấy mà như em nghĩ là không thấy cái áp suất mình nó yếu hay gì đấy, thì các bác cũng thử thử bịt cái lỗ này xem, và các bác test lại áp suất xem là nó có cao không nhé. Nhưng mà nếu mà bịt vào rồi mà áp suất nó lên bình thường, cao bình thường mà mở ra thì nó lại mất ấy, thì có nghĩa là máy các bác bị luộc mất cái miếng dán này rồi nhé. Đấy. Và nhắc lại cho các bác nữa là khi các bác mua những con kiểu là V50, G8, G8X rồi V50S ấy, thì việc mà các bác test áp suất mà shop nó bảo là bịt cái lỗ này lại để test áp suất nó ok, nó mạnh ấy, thì hoàn toàn không phải nhé. Đấy, các bác không cần phải bịt đâu. Chẳng nhẽ lúc nào mà rơi xuống nước hay gì các bác phải nhớ để bịt cái này lại, không có chuyện đấy nhé. Cho nên là các bác test còn thì là còn, chứ không phải cần phải bịt cái này. Rồi ok, vì máy nào cũng có cái này. Rồi ok, như thế là các bác biết được cái này nó có tác dụng gì nhé. Ok, chào các bác.